Hello bé Phúc. Hello bé Phúc đẹp trai, hello bé Sang, tám đứa xem kìa. Mimi, bảy em xem. Comment từ từ thôi mấy đứa ơi, không có má đọc comment nữa. Ai vậy? Ai vậy là gì? Thầy mày này chứ ai nữa? Giọng lạ vậy thầy. Thầy chứ ai, mấy đứa hỏi đoán thử coi là ai khác ngoài thầy nữa. Đây chính là Niu, Niu Lai nha mấy em. Đây chính là Niu Lai. Thầy của anh à. Thầy bị đau cổ á. Thầy bị đau cổ. Rồi Hello Siki luôn. Hello Siki. Kia là thầy Phúc BK, còn này là thầy Phúc BK. À, sao đảo thầy lại lạ vậy? Đảo thầy chứ đảo ai nữa. Gì còn có 8 đứa 7 đứa xem trời. Bó tay luôn rồi, bị bóp nữa hay gì. Bị bóp banh nhà nữa rồi. Phải thiệt chứ. Bị bóp banh nhà rồi mấy em ơi. Bật cam đi thầy, không có bật cam rồi. Nay thầy không có bật cam mấy đứa ơi. Không có bật cam mới không ai xem chừng. Ủa đi, đang live stream đây nè. Trời lắm con rồng tím tím vậy thầy. Con Stardust đó, Stardust này đẻ, nó đẻ vàng á em. Nuôi Stardust này nhiều, đẻ vàng nhiều lắm. Mấy đứa đợi xíu là nó đẻ vàng cái đống cái làng nè. Mới thu 20 mil, 20 mil go nó xíu là đẻ nữa. Newbie thì nuôi con nào thầy? Newbie hả? Newbie thì em có Clay, có con trâu, rồi có con Razor đó. Gì trời, kiếm con nào cho nó ăn đỡ thôi. Nuôi mấy con này là nó đẻ vàng á em, bởi vì mới nuôi nó nhiều á. Stardust này đẻ vàng dữ lắm. Thầy có lan không cho em vô với. À, hiện tại thì cái ạt New Line này không có lan luôn mấy đứa. Nè cái ạt này chưa có lan gì luôn á. Đây cũng chưa có vô lan ai hết trơn. Lan thầy đâu rồi? À kia thầy bên lan của Mimosa. À này thầy đâu có lan đâu vô. À này không có con tê nào hết trơn.
Ừ, được 13 em xem rồi kìa. Rồi cuối cùng cũng được 14 em rồi đó. Rồi hello 14 em nha. Bữa nay không có bật cam mà bởi vì chắc bị bớt tương tác quá. Thường like sẽ bật cam mà hôm nay like không có bật cam đi, nó bớt lý lịa chứ. Bớt quá bớt. Sao nay thầy like buổi chiều vậy? Mấy đứa ơi, comment từ từ nha mấy đứa, tại vì hôm nay anh không có máy đọc á, không có một cái máy này mấy đứa. Rồi cảm ơn Vũ Vũ không lắc đã follow kênh anh luôn nha. Nhìn cái về. Rồi cảm ơn nhìn cái về đã follow kênh luôn. Cái gì trời sao mà đúng rồi. Ủa cái này có bị sét như bên này không? Gì còn có 12 em mà chàng ơi, không có bật cam nó bớt tương tác dữ rồi. Đợt mini lần này có ba con đây à. Phải không mấy đứa, hay là bốn con vậy rồi cái con Taiji Senzen đâu? Con Taiji Senzen đâu mất tiêu trời. Sao mà con Taiji Senzen nó không có gì ta? Bó tay. Sao cái tiếng nó lớn như trời. Rồi mấy đứa có nghe cái tiếng của thầy lớn hơn cái tiếng game không vậy? Rồi hello mấy bảo đẹp trai luôn. Rồi cảm ơn Siki luôn. Trời ơi bông hoa GG luôn. Thanh Kiều Siki. Em chơi tới liver nó không cho vào game mà bắt đưa 20 kim cương. Ủa 20 kim cương là sao trời, vui gì mà không dù em là sao vậy? 14 anh em xem kìa, chết rồi bị bớt tương tác dữ rồi mấy đứa ơi. Buồn hết sức thiệt chứ. Đào amulet hả? Chưa luôn, cạc này chưa có làm cái gì hết trơn nè. Cạc này bây giờ phải cài sự kiện D nào ra thầy. Sự kiện D làm ngày 3 tháng 5 là có đó mấy đứa. Ngày 3 tháng 5 là có sự kiện D nha. Kèm 16 em xem rồi kìa. Đợt D này Isis Anubis Zu. Ủa gì là không có con Taiji Senzen chạy. Như là có ba con D à. Trời ơi đợt này gì có ba con bắt gì ta. Chết rồi, rái làm ăn kiểu này chết luôn rồi. Cái làm ăn kiểu này là không được rồi. Nghĩ sao cho có mấy con. Mạnh mạng dậy là gì vậy Gia Khang, mạng dậy. Kè 18 em xem rồi kìa. Một một L với một E cái gì vậy? Nhất Huy một L một E là gì em? Kè 19 anh em xem rồi kìa, tim vô mấy đứa ơi, cho thầy xin một tim một xem mấy đứa ơi, 2K1 tim rồi, cố lên. Rồi cảm ơn quanh heo đã thích buổi like luôn. Thanh Kiều quanh heo đã thích buổi like luôn. Ờ quên nó nói cái gì qua mulet mới nhớ. Để anh vô cái mulet đi. Anh chưa có đạo amulet gì trơn nè mấy đứa. Đi hát trình con gì đó. Hát trình tìm con lửa thôi. Cái bay con lửa. Nên xài con L hay con B? L với B bây giờ là không có nên xài nữa nha em. L với B bây giờ. Ôi cảm ơn bé Phúc nha. Thanh Kỳ bé Phúc một trái tim mùa đông. Đợt này nhắc thêm một con L với một con E nữa. Con L với con B bây giờ nó hơi bị phế á. Nhưng mà nói tóm lại là chú mà mấy em cảm thấy thích á thì cứ dứt đi, không có sao hết trơn á. Game này là chủ yếu vui vẻ là chính. Cứ cảm thấy con nào mình yêu thích là mình cứ dứt thôi mấy đứa. Amulet em đào hên được 47 cái gì trời. Mày đào kiểu gì mà 47 vậy? Trời ơi.
lại luôn. Xem đi. Có việc không đây, đúng rồi, cái gì mà đào mới đây mà kinh hồn vậy? Rồi bắt đầu đào amulet này mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta tiến vào đào amulet nha. Hên với con mạnh nhất của anh là con gì anh? À, mấy cái con top ở bên cái arc new line này nè mấy đứa, cho mấy đứa xem nha. Mấy con này là top new line nè. Rồi cảm ơn bé Duy luôn. Thanh Kiều bé Duy luôn, một trái tim mùa đông. Đây đây chính là arc new line nè, arc new line gồm có con L nè, thấy chưa? Con L cũng lên level 120 nè mấy đứa. Đó. Con L Skully nè, level 120. Gắn bu với lại cái gì ta, với lại chi hả, Purity và chi nè, gắn Purity và chi nha, lời 120 full sao luôn nè, Osiris full sao luôn. Osiris full sao, mình mới chơi thì nên nuôi những con nào vậy anh? Mới chơi thì em nuôi những cái con ba nguyên tố trước đi, nhưng mà ba nguyên tố mấy con mà ba nguyên tố mà làm sao mà có đất nước, đất đất nước nè, ánh sáng nè, light nè, ánh sáng lửa nè, rồi bóng tối nè, voi nè, sét nè, đó làm sao mà chia ra mà mấy đứa nuôi ba con mà được tầm 9 nguyên tố là ngon á, 8 9 nguyên tố ba con là ngon nha. Rồi 27 anh em xem nha. Anh em ơi cho thầy xin một tim một like mấy đứa ơi, một share mấy đứa ơi. Nè bây giờ là mình sẽ tập coi cái hạt này là có bao nhiêu nha mấy em. Nó Skully nè, 120 nè. Osiris 120 nè, Graia 120 nè, rồi con này là Bora 120 nè, Oja nè, chùm chùm lửa nè, cái này là Momotu nè, này là chùm ánh sáng nè, này chùm bóng tối nè, rồi con chùm sét thì đang năng gian dở mấy đứa, chùm sét đang gian dở nè, chùm sét này thôi năng nó luôn đi cũng được nữa, mà còn thiếu đá. Trời ơi thiếu đá dữ người ta. Mèo ơi, thiếu đá kiểu này là không được luôn rồi nè mấy đứa. Bây giờ phải full dành 34 anh em xem nha mấy anh em ơi. Cuối cùng cũng được ba mươi mấy anh em xem rồi. Thanh Kiều mấy anh em rất nhiều luôn. Cái con chùm ánh sáng đẹp quá vậy. Nó đẹp mà em, con ly mà mạnh như quỷ gì đó. Bây giờ lỡ rồi, bây giờ mình sẽ nâng con này luôn nha anh em ơi. Lỡ bây giờ lỡ rồi chơi cho tới bến nha. Em nợ bơi gói sẻn á anh vậy hả? Bỏ gì nhanh dữ. Game gì vậy anh? Người lạ ơi, Gaganmania là dành nha em mấy đứa ơi, comment cái tên game cho người lạ nha. Rồi Thanh Kiều Siki luôn, một cái tích một cái bánh kem luôn. 37 38 anh em xem rồi mấy anh em ơi, cho thầy tim một tim một like một share nha. Anh em nào mới tới kênh lần đầu cho thầy xin một like kênh luôn anh em ơi. Ai mới tới kênh, đây là game PC hay iPhone? PC, iPhone và iOS cái nào cũng được hết trơn nha em. Cái nào chúng ta cũng chơi được hết trơn á. Rồi mấy em mới tới kênh cho thầy xin một follow kênh nha. Bây giờ thì đang nâng sao nè, bởi vì phải phải nâng sao, phải đi khu sành đá dữ dằn vô mới được. Game này em bỏ lâu quá rồi không nhớ. Nhớ quá hả? Tải về đi bé Vũ. Nhìn đá sao của thầy nhiều quá. Dạ. Tờ bèo đó mấy đứa, cái này là bèo đó. Cái này là bèo nha, bây giờ là còn ăn tới cái này lành là nó khó nữa. Đảo lắm Stardust vậy, đảo lắm Stardust nó mới đẻ vàng nhiều á bạn. Nhiều Stardust mới được mấy anh em ơi. Rồi gì mà còn chưa đủ nữa kìa. Gì mà còn chưa đủ nữa, game này cấp giọng thầy nghe là à mà thầy. Thật ra hôm nay là không phải thầy Phúc like đâu nha mấy đứa. Bởi vì thầy Phúc không có show mặt. Hôm nay là một cái người khác. Thế thầy Phúc like đấy mấy đứa ơi. Tới giờ mấy đứa nghe giọng có khác không? Tới giờ nghe giọng có khác không mấy đứa? Lên được một sao nữa rồi nè, vậy là còn một sao cuối nữa mấy đứa ơi, một rồi luôn, thiếu kiểu này là thua luôn.
Sao mà thiếu đá dữ vậy ta? Thầy, vậy thầy tên gì? Thầy tên là thầy Phúc đi mail. Kia là thầy Phúc BK nha mấy đứa. Thầy Phúc BK. Hạt này của anh nha Nhật Linh. Hạt Nuclide. Kia là thầy Phúc BK, này là thầy Phúc đi mail mấy đứa ơi. Hôm nay là thầy Phúc đi mail đang like cho mấy đứa xem đây. Bây giờ là đăng đá nè, game này giải kiếm gồng mạnh không anh? Bé Min, Min Chun hay dạ? Thằng Min Chun hả? Min hay là Min Chun? Rồi 47 anh em xem, 46 anh em xem rồi mấy đứa ơi, cho thầy xin một team nhiều vô mấy đứa ơi, team và share vô mấy đứa ơi. Rồi cảm ơn Nhật Linh đã follow kênh của thầy Phúc đi mail luôn nha. Rồi anh em nào mới tới kênh cho thầy xin một follow kênh nha. Trời ơi, thiếu đá kiểu này rồi làm sao mà làm ăn gì nổi đây mấy đứa. Thiếu đá quá thiếu rồi, không đủ năng rồi. Giọng này thiếu rượu quá vậy trời. Thiếu rượu hay là dư rượu? Em đang ngồi ngoài sân ăn bằng nè anh. Ơi chế bằng nấu canh chua im lắm á. 39 anh em xem rồi kìa mấy đứa, tìm vô mấy đứa ơi, tìm nhiệt tình vô mấy đứa ơi. Một tim, một xe, một like nha, một follow kênh nha. Thanh Kiều thôi bây giờ quá trời mỏi tay, năng chắc năng cũng không nổi, thiếu đá trầm trọng rồi. Ủa rồi bị liệt gì hả? Cái hạt này đang bị thiếu đá trầm trọng rồi, sao đây? Ê, bây giờ lên được 50 người xem coi. Ơi, ơi mấy đứa thấy câu này không? Dạo này Cà Mau nắng quá trời rồi anh. Ừ. Hiện tại ơi mấy đứa có hay gì chưa? Ừ rồi sao, hello bé ơi, rồi sao nha. Mấy đứa có hay cái vụ ăn gian thầy chưa mấy đứa? Núi tô á, núi tô cháy luôn mấy đứa. Núi tô cháy quá lớn luôn mấy đứa ơi, lên đài luôn á. Lên đài, lên thông tin, lên gì tùm lum hết trơn luôn á. Núi An Giang bị cháy quá trời. Thầy năng con đi theo sao cho? Thầy năng con đi theo sao rồi? 48 rồi, 47 rồi, lên 50 người xem coi. Lâu lắm rồi không được 50 người xem nha. Ở Trần Văn Thời trái gần nữa. Chàng ơi sao mà cái này khổ dữ, Việt Nam chúng ta khổ quá. Nay y như có vụ xác minh nữa nè thầy. Năng nên năng đi theo hay pha tâm? Cái con đi theo á thì nó có lai, còn con pha tâm á thì nó có voi. Mà giữa lai với voi á thì anh thấy cái voi nó hơi ok hơn, voi nó có thể đi ăn cướp được. Bởi vì mấy đứa có thể năng con voi đi. Còn nếu mà mấy đứa trong team mấy đứa có voi rồi mà thiếu lai thì mấy đứa cứ năng con đi theo nha. Kìa 48, 49 rồi, cuối cùng cũng gắng qua cái mốc 50 người xem anh em ơi. Mốc 50 người xem coi mọi người ơi. Tìm vô, Khang Khang ơi, Run Mania Legend nha Khang Khang. Yeah, 50 người. Anh em nào mới tới kênh của thầy Phúc BK thì cho thầy xin một follow kênh nha anh em ơi. Một follow kênh. Nè mấy đứa ơi, mấy đứa có cái nhà like tăng sao chưa? Mấy đứa có nhà like tăng sao này chưa? Nè nhà tăng sao nè mấy đứa. Sự kiện này chắc em không chơi. Ủa sao dạ, sao không chơi à, hay là có hết rồi? Có hết rồi mới không chơi phải không? Nè nhà lai tăng sao, trong đây có mấy cái con VIP VIP nè, VIP Pro á. Hồi đó mấy con này trong đây ha, con nào cũng ngon như Skulli nè, Sunship nè. Gắn phụ kiện gì cho hai con? Gắn phụ kiện nào vậy? Anh á thì anh chỉ có gắn quan với ạc à. Sự kiện mới con nào ngon vậy? Sự kiện mới của chúng ta gồm có là, đi coi, sự kiện Gainer. Ơi mấy đứa biết cái cheat của Gainer rồi, anh có làm cái video hướng dẫn cái cheat mà chơi hoài không có bị mắc x5 đó mấy đứa. Đó là mấy đứa có xem cái vụ này chưa? Mấy đứa chơi là chơi hoài không mắc x5 nè, bây giờ mấy đứa thấy x1 không? Anh có làm cái clip hướng dẫn mấy đứa là chơi hoài không mất x5 á. Cái này đang là x1 nha. X1 thì nó dễ lắm. X1 nó dễ, x5 nó chạy dữ lắm mấy đứa. X5 nó chạy marathon á. Nè Rainer nha. Đây là Rainer nè, Rainer Clubfer nè.
Tờ tưởng đâu hôm nay top top vẫn còn bóp chứ ta, hôm nay cũng được like được năm mấy người xem nha. Nè tới level 2 nè mấy em, tới level 2 nè. Đó là đã x2 rồi đó. Mấy đứa thấy x2 chưa? X5 là cao nhất nha. Và khi mà x5 thì gồng nó chạy nhanh dữ lắm luôn. Sao để trên nhiều điện thoại thầy? Sao để trên nhiều điện thoại là sao vậy? Ơi comment lại em ơi, anh đọc những sai gì hay vậy? Ấy rồi. Ủa mấy đứa comment cái anh kéo à. Rồi bây giờ nè, anh sẽ hướng dẫn mấy đứa nè. Mấy đứa nếu mà mấy anh em thấy nè, nếu mà bây giờ hiện tại thì giống như chúng ta đã bị đai nè phải không? Đai giữa chừng thì mấy đứa nếu mà mấy đứa bấm chữ X á, bấm cái dấu X ở trên đây thì mấy đứa sẽ bị đưa về level 1, tức nghĩa là X1 phải không? Mấy đứa đừng có bấm nó cái đó, mấy đứa bấm vào chữ chỗ mua rim á. Bấm vào chỗ mua rim nè. Nè bấm ở đây, rồi bấm chợ nè, nó hiện này nè, watch and video nè. Bấm vô đây rồi bấm vô x ra đó, bấm vô x ra rồi trời ơi, đang có xem video này ngon mà thôi bỏ qua một bên đi rồi trở lại đó, nó vẫn còn x2 nè đó, tiếp tục chạy tiếp x2 nha. Đó là như vậy đó mấy đứa chạy tiếp năm là mấy đứa làm nên là nó sẽ còn hiện hoài vậy đó, không mắc nha. Ơi mấy đứa comment lại đi, nãy giờ anh quên nữa, anh bấm mấy kia không đọc comment được. Ý gì trời, sao mà kéo vô hoài vậy ta? Bữa nay cái tay nó bị gì không biết nữa. À, sự kiện móng móng cào con chích lõ, đúng rồi chích lõ nè. À, qua rồi em đợi anh không thấy. Đợi anh gì vậy? Game gì vậy? Trần Tuấn Garanmania Legend em ơi. Anh em nào mới tới kênh lần đầu cho anh xin một follow kênh nha. DML đó, viết tắt là DML đó, anh like á. Để anh like hả? Ờ hôm qua là anh tính like mà cuối cùng không có like được luôn á. Làm hại offline luôn. Chờ đi tới level mới cái được tới đây mà ngẫm cù đèo. Sao để chơi trên nhiều điện thoại thầy? Chơi trên nhiều điện thoại với ẹt cả mấy đứa. Mấy đứa mua hai ba cái điện thoại rồi mấy đứa cứ đăng nhập cái Gmail Vigan vô là nhà chơi được bình thường à. Đăng nhập GG chứ. Trời ơi. Kìa 41 anh em xem này kìa. À, gắn ai tầm gì? Chưa có kịp đọc comment em này nữa là em kia comment này. Hôm nay không có cái máy đọc comment mấy đứa ơi thông cảm. Cùng hệ điều hành nữa. Đúng rồi, em phải cùng hệ điều hành mới được nha. Tưởng City không có ngon bằng cái này nha em. Cái này là dữ hơn City nữa đó. Cái này là VIP hơn City nè. Kìa 45 anh em xem rồi kìa. Mấy đứa ơi, cho thầy xin một tim, một xe, một like gì mấy đứa ơi. Ai mới tới kênh lần đầu cho thầy xin một follow kênh luôn nha. Mỗi game mỗi cái vui, so sánh gì chưa kịp đọc. Thầy ơi em mới xem nè, em mới xem luôn hả? Ok welcome em tới kênh của thầy nè. 40 nè, nhìn city đồ họa chán. Đúng rồi city đồ họa bèo. Trời, gắn item cho con đi theo với pha tâm anh á, thì tóm lại anh chỉ gắn có cái quan với ạc à em, cái trái tim với đôi cánh nè. Còn mấy đứa muốn gắn như thế nào thì tùy thích, chứ anh thì tại vì anh có cái con đê đê bút rồi, bởi vì anh chỉ cần gắn quan ạc là xong mà đó, chỉ cần là cái tim của anh toàn là quan với ạc không à, cứ nặng là anh chỉ quan ạc, nặng là anh quan ạc thôi, là anh không có cần gì nhiều chứ, quan ạc là xong mà, là trái tim với đôi cánh á. Wonder với Assassin á. Nè X5 mà nè mấy đứa. Nè lên tới X5 mà nè. Game gì vậy anh? Grandmania la dành luôn. Tú ơi cho anh xin một follow kênh nha Tú. Tú mới tới kênh lần đầu nè. Cái này là DML á, cái Tú Grandmania la dành. Này vui nha.
Né mấy cái này xỉn xỉn thì chứ. Yeah, tới đích rồi. Rồi còn có hai ba set nữa. Cố gắng lên anh em ơi, cố gắng lên còn vài set nữa. Mấy đứa ơi, nhớ cho thầy tìm vô mấy đứa ơi. Cái này vui vui cỡ nào lặng anh. Thì em tải về chơi mới biết được. Tải về chơi là nó vui dữ lắm. Em không tải về làm sao mà trải nghiệm rồi biết vui hay không. Mà em nhìn anh chơi là em biết vui rồi đó. Vừa ăn cơm vừa coi thầy like. Ừ, cảm ơn em luôn. Vừa ăn cơm vừa coi like luôn. Cài chai. Cài chai bình thường mà. Ê, trời ơi, xíu nữa. Xíu nữa ngụm củ tỏi. Ơi ơi ơi, giờ này sao mà nó nhanh dữ rồi mấy đứa ơi, nó nhanh dữ rồi sắp luôn. Nhanh quá nhanh này. Từ từ nha mấy em ơi, mấy em ơi, mấy em cứ comment nha để anh cũng tập trung để đi cho lẹ coi. Ly tới cái X5 này nó đi nhanh quá mấy đứa ơi. Wow, lại bắt ạt cái gì vậy? Chưa kịp đọc cuốn nhỏ nữa, nhỏ comment chưa kịp đọc nữa mấy đứa ơi. Từ từ, đang tập trung cao độ chỗ cái này. Cái năm này ưa bị ngẫm lắm, cái năm này nhanh quá. Sao em hoài không ra e vậy thầy, là sao em like hả? Em like không ra hả? Em biết like dễ mà, em chỉ có le dành là like hơi khó thôi, nhưng mà le dành like cũng cũng không khó nữa. Rồi cảm ơn xì kia. Rồi xíu nữa, xíu nữa ngủm của đeo. Cà chai bình thường nghe đâu có gì đâu. Ơi level 7 rồi kìa, cố gắng lên. Mong gồng tháng, ơi gồng tháng tiếp đẹp ha, cái con gồng gì giống như ngọc trai với mấy đứa. Con rồng tháng sau chuẩn bị nè mấy đứa, thấy chưa, thấy con rồng tháng sau chưa, có cái hình giống như con ngọc ngọc trai, viên ngọc trai gì đó, tên gì quên mất tiêu rồi. Ê, ơi ơi, bông bông. Ừ thôi 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 thôi. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, gần rồi, gần về tới nhà. Tới rồi, tới nhà, tới nhà rồi, tới nhà rồi. Hên quá, rồi hết xét rồi. Được nhiêu rồi? 5 rim đỡ khổ, cho xem hình đi thầy. Xem hình cái gì về với Nghĩa? Với Nghĩa ơi, em xem hình gì? Đây, Garen Mane là dành nha mấy đứa. Ơi, bây giờ chúng ta đi đào amulet đi mấy đứa ơi. Rồi bây giờ mấy đứa nói đào chỗ nào nè mấy đứa ơi. Giờ chúng ta tiến vào đào amulet. Ơi trong mấy con bơi thì cái con này để coi con nào ngon nha mấy đứa. Xét. Metan lửa. Metan lửa ngon nè. Xét lá thì hơi bị xét, nhưng mà đắt ngon nữa nè. Nhưng mà đắt dính lá nữa rồi. Tóm lại là có đắt là ngon nha con này nè. Nhưng mà nếu mà xét theo cái độ mà ưu tiên á, xét theo cái độ ưu tiên giữa ba cái con này thì cái con 50. 50 là ngon đầu nè. Tới con đắt với lại con xét. Ba con này chắc con nào cũng ngon luôn á. Hình như là anh chưa có con bơi nào luôn mấy đứa, cái acnula này chưa có con bơi nào luôn. Cho em coi tin đi anh. Coi tin gì á? Show con rồng Gunner anh. À, show con rồng Gunner hả? Đây con rồng Gunner nè mấy đứa ơi. 45k thì nhận được cái con Underlord. Không? Nè, Underlord rồi cái con lấy được cái top á, lấy top thì sẽ nhận được con bướm. Nè, con bướm là top từ 1 tới 5 nha. Top từ 1 tới 5 là chúng ta lấy con bướm này nè. Con Blood Mode nè. Blood Mode ra rành. Đam 69, Shadow, Win với lại Land. Show rồng tháng đi. Rồng tháng sau là chưa có hình ảnh ở trên đây, có hình ảnh ở trên kia rồi mấy đứa, trên trên phở bò mấy đứa, phở bò đi mail có đăng hình ảnh thay rồng tháng sau đẹp lắm.
Chơi trên phở bò nha. Mấy đứa lên phở bò nha mấy đứa. Gơi ha, thấy toàn lá lá. Cỡ này tại vì bị nắng quá nè, có ảnh trong game mà. Có ảnh trong game không? Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu để kiểm tra. Phở bò mấy đứa ghi chữ Ramania le dành là ra luôn á. Tối có like không? Tối chắc không có like bé Hào, tối không biết nữa tại vì đang dính đám cưới, đang dính đám cưới bữa nay nhóm họ, ngày mai đãi, ngày mốt là đưa dâu. Ngày bữa nay là nhóm họ, ngày mai đãi nhưng mà ngày mai anh phải đi làm mấy đứa. Công ty không có cho ngờ được nghỉ. Mấy đứa được nghỉ 5 ngày liên tục phải không? Còn anh thì không có được nghỉ liên tục. Chỉ nghỉ được có thứ ba với thứ tư thôi. Ngày mai đi làm rồi thứ ba nghỉ, thứ tư nghỉ. Gì còn có 26 em xem mà ta mất tiêu anh em hết trơn rồi. Chưa, để anh kiểm tra coi trong đây nó có hình ảnh của Neil không? Thông tin nè. Thông tin nó có rồng của tháng sau không nữa. Rồi không thấy rồi. Không thấy rồng tháng sau gì mấy đứa ơi. Này là gì? Cái này là qua rồi. Cái này lúc nào nó cũng cập nhật trễ hết trơn á, trong trong game này cập nhật lúc nào cũng trễ hết trơn nè. Cập nhật dở ẹt. Là ánh sáng xét xem thử anh. Cái nào với bảo? Có gì á? Nè mấy đứa thấy không? Starlet mới đây đẻ nè. Nè Stardust mới mới đẻ có chút xíu rồi mấy đứa mà 20 mil nữa nè chưa, mới nhận cái đợt mới nãy 20 mil rồi bây giờ Stardust nó đẻ 20 mil nữa rồi đó. Đó một lần là 20 mil, lần nhận một lần là nhận 20 mil. Stardust nó đẻ dữ lắm. À ở đây có một con bê này mà chưa có được cái chỗ cho nó ở nữa. Xô gồng mới nãy anh xô hết trơn rồi bé Linh, nãy anh xô đầu vô game là anh xô mất tiêu hết trơn luôn. Nhưng mà bây giờ anh sẽ show lại lần nữa cho mấy đứa xem nha. Những con rồng 120 của Art New Line. Đây, những con rồng 120 Art New Line nè. Skulli nè. Đó. Osiris nè. Skulli, Osiris. Raya, Bora. Oya, Momotu. Ly. Con này là con chùm bóng tối ghê, chùm xét ạt này chọt tê, ạt này đâu có con tê nào đâu mà chọt, ạt này không có con tê luôn á. Mấy con skill bảo chúa nhỉ, không phải ông không 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 xài mà anh không không có chơi luôn á mấy đứa, không có luôn, không có con nào luôn á. Đợt này là không có con tê nào hết trơn á. 41, 40 anh em xem rồi kìa, 39 này kìa. Cho thầy xin một team mấy anh em ơi, một team vô anh em ơi. À, anh đổi ạc, cái này là ạc New Line nha mấy đứa ơi. Còn cái ạc của anh vẫn bình thường, vẫn còn bình thường. Đây là ạc New Line. Đây New Line đây, gồng tháng. Gồng tháng thì có hình ảnh của gồng tháng sau rồi. Hệ nào đáng chơi nhất anh? ADT đang là tâm điểm của mọi cái. Anh chủ ạc này luôn à? Ờ hiện tại bây giờ anh là chủ ạc ạc này luôn rồi đó. Anh là chủ ạc ạc này và anh có quyền là quyết định tất cả mọi hành động của cái ạc này. 175 kim cương á thầy. Ờ, thầy like hồi nào trò sớm giờ thầy like lâu rồi mà em không chịu. Mấy đứa không có gì follow kênh thầy gì chơi, mấy đứa follow kênh nó sẽ thông báo cho mấy đứa biết á. Mà có khi mấy đứa follow nó cũng không thông báo nữa. Tóc tóc này thấy gì nhiều cái nó ác ôn lắm. Nó bóp nó không có thông báo cho mấy đứa biết á. Rồi cảm ơn bé Bảo đẹp trai của tôi luôn, một trái tim mùa đông. À mới thấy ông kia BAN ạc server iOS.
Con đó đẻ nhiều vàng đúng rồi, mới thu cái đợt mấy đứa mà 20 mil rồi đó. Nè mấy đứa để ý đi chút xíu nên là mấy đứa coi nè, mil nó tăng nè. Mới thu 20 mil, quên đào đào đào. Nãy giờ nghe nhắc đào mới nhớ rồi, bắt đầu chúng ta đào nè mấy đứa ơi. Bây giờ là chúng ta đào bốn góc trước cái gì? Đa số đào đào cái amulet là đào bốn góc trước không? Mới chơi nên không biết bốn góc trước. Ok, bốn góc luôn. Rồi đào giữa đi thầy. Giữa là ngôi nhà hả gì mấy đứa? Ngôi nhà nè, có ngôi nhà, hai cái ngôi nhà nè. Một ngôi nhà với lại ba ngôi nhà nhỏ. Sao thầy không mở cam? Hôm nay có một cái máy nè mấy đứa ơi, thông cảm đi. Rồi thấy ngấm của đèo rồi đó. 794 sẻn ra 8 ông led hả? Bây giờ chắc anh nghi là ghìa quá. Ngọn hải đăng không có rồi. Rồi hello cá lóc luôn. Cá lóc 200. Tối thầy có like, chưa biết có like không nữa, ra 7 cái. Đỉnh núi luôn. Đỉnh núi không có. Bọc ngang, dọc ngang, dọc 4.003. Dọc 4.003. Dọc 4.003 không có luôn nè. Giờ mở thí đi. Trời ơi, ra liền luôn mấy đứa. Mấy ông mắt đoán quá. Tiếp tục chúng ta sẽ đi bốn góc. Chúng ta sẽ đi bốn góc trước mấy đứa ơi. Rồi bốn góc xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đạp tiếp vô. Bây giờ thì cái giếng đi. Cái thuyền, ok thuyền. Giếng luôn. Đỉnh núi tuyết. Bốn giữa hả? Giữa đây. Rồi thấy đi rồi đó. Rồi giữa đi rồi đó. Thấy giữa đi rồi đó mấy em. Rồi bây giờ là còn ghì ở ngoài thôi. Ghì ở ngoài thôi nè, giữa đi rồi. Giờ là chúng ta còn ghì ở ngoài nha. Rồi bây giờ thì trời ơi, lại là bên góc bên đây nữa. Công nhận thì chứ, mới đến đây rồi tính bỏ qua bên đây mà nó ra bên đây nữa. Sợ thiệt luôn á. Nó ra hai cái cùng một chỗ này luôn trời. Hai amulet. Nói chắc nó không ra nữa, bởi vì là mình đi vòng vòng. Đậu phộng luôn. Chơi kiểu này là chết luôn rồi. Bố tay thiệt chứ. Giờ giữa thử coi nè. Nãy giờ giữa không có gì hết trơn nè, giữa đi. Gầu luôn rồi, nữa rồi đó, giữa thấy chết nữa rồi đó. Không lẽ nằm đây? Ở đây nữa hả? Ủa nữa, lại là bên đây nữa. Bó tay thì bó tay luôn rồi đó. Không lẽ ở đây? Chèn ơi. Sợ thiệt luôn á. Ba cái cùng một chỗ một luôn á. Rồi được ngôi nhà nè. Nãy giờ mới có 4 amulet à. Cố 7 cái tô phở. Cố 7 cái tô phở thì cố 7 cái tô phở. Đây có im. Có con bê nào xịn không? Nguyên cái dàn bê này thì cái con nào cũng được. Bây giờ không biết nói gì sao, nhưng mà thấy lửa với metan này cũng ngon nữa nè mấy đứa. Mà đất cũng ngon nữa nè. Like 3 tiếng rồi hả? Nay like lâu vậy? Ủa nãy giờ like 3 tiếng hả? Trời ơi, nãy giờ like có 40 phút mà ông nói là bà like 3 tiếng hết hồn. Tôi đang bị quờ mà không nói gì nữa. Con bê tù lắm.
Nay lai sớm mấy đứa ơi, tại vì tối nay là đi thầy đi đám cưới nhóm họ rồi. Thầy đi đám cưới nhóm họ rồi, bởi vì là sợ không có like được á. Bởi vì bây giờ phải tranh thủ like cho mấy anh em nè. Xét ngon, đúng rồi. Ý lại là chỗ này. Đậu phộng thiệt chứ. Bây giờ mấy đứa mà ra cái amulet nào thì mấy đứa qua cái sao mấy đứa đi lại cái đó trang cho nó đi. Cái này nó ưa đâm amulet nghe chặn kiểu đó lắm. Gần mắt tô phở. Thanh Kiều Siki, yeah, 8 amulet rồi mấy đứa ơi. Thầy ơi, lửa với ánh sáng lại nào ngon hơn? Lửa với ánh sáng thì thôi lửa đi mấy đứa, lửa ngon hơn ánh sáng nhiều á. Ánh sáng giờ thấy hơi bị phế. Lửa đi mấy đứa, chọn lửa đi. Để mày ra chỗ này nữa sao? Rồi hết luôn. Rồi xong phim mấy đứa ơi, mấy chục luôn á. Mà chỉ có 8k amulet rồi mấy đứa. Đâu 90 hả? 90 cái sản. Ra một con rồng 4 hệ đi ha. Tương lai sẽ có con rồng 4 hệ. Tương lai sẽ có cho mấy em luôn. Hiệu ứng của sét là gì? Hiệu ứng của sét mạnh lắm nghe Nhất Quy, hiệu ứng banh nào nghe. Sét nó banh nào hết trơn nhà cửa luôn đó mấy đứa. Sét nó mạnh như quỷ gì đó, nó banh nào hết nhà cửa đó. Bây giờ anh sẽ đi cái team nào bây giờ? Cái team này là không có tê luôn nè mấy đứa, team này thọt tê rồi. Team này không có tê, bây giờ mình sẽ đi theo kiểu kiểu tòa lao thiên đế đi. Đắc với lại cái gì ta, đắc có chưa, có đắc rồi nè, có đắc rồi, với lại thêm con Rayya hả, Rayya là thấy chết quá, không được, muốn một con gì phải có ánh sáng vô với lại lửa vô mới được ánh sáng. Oya được. Oya kiên tê khắc có được hại xét không? Không em, kiên tê gặp xét cũng banh ao luôn nha em. Xét nó chỉ thua cái phá mỏ thôi. Nó thua cái phá mỏ với lại nó thua ăn cướp á. Ủa ăn cướp không phải ăn cướp mà nó thua cái phá mỏ vậy là cái gì người ta tự nhiên quên ngang rồi. Đắc vô nè, bây giờ đắc vô nè mấy đứa, đắc vô. Cái này là team này là chớp nè, team này là đang bị thiếu quá tê nè mấy đứa, team này thọt tê thiếu. Team này nó hơi bị chớp. Cướp thì có cướp được thiên tê không? Có em, cướp nó cướp thiên tê luôn. Voi á, voi nó cướp banh nhà banh cửa luôn em, voi nó cướp gì lắm. Voi nó cướp chuỗi luôn. Tao không ra sự kiện A trước. Nó cho chúng ta lấy D ấy, mấy đứa ơi. Nó cho chúng ta lấy D để boost xong rồi nó ra sự kiện A nha. Là đúng bài luôn đó. Nó đang ra đúng bài đó. Ngon đó. Ngon cơm á. Gái nó ra cũng đang ngon cơm á. Gì còn có 16 anh em xem vậy ta, mất tiêu hết trơn vậy. Thôi đụng cái biến mất tiêu hết trơn rồi, rồi luôn rồi, banh ao rồi. Không có D khó ăn sự kiện Nga, đúng rồi mấy đứa phải đi có A có D trước. Tặng mỗi người 5k kim cương bay boss thì ngon.
tặng nhau 5k kim cương bay boss rồi. Đã luôn. Chắc anh em mà xem giải liên quân. À vậy chắc vậy quá, đang có giải liên quân gì hả? Kìa 19 anh em lên rồi kìa, lên đông đông lại anh em ơi, sao mất tiêu chưa rồi. Anh em chúng ta đã mất tiêu hết rồi. Hết tuần sau là ra sự kiện, 3 tháng 5 em ơi, 3 tháng 5 là có sự kiện nha. 3 tháng 5 tuần sau có rồi, tuần sau tới 3 tháng 5 mà phải không? 3 tháng 5 là có sự kiện á. Hèo ơi, sao mà bóp lại nữa rồi, mới nãy được năm mấy người xem luôn mà bây giờ tụi còn có 10 gì mấy người xem mà. 3 tháng 5 là sự kiện 3 tháng 5 là sự kiện D em ơi, sự kiện D nha, còn sự kiện A thì tới tầm cả tháng nữa lận. Em bận rồi, bye thầy rồi, bye em luôn. Mấy đứa đi bỏ thầy hết rồi. Đi bỏ thầy hết rồi mấy đứa ơi. Xét kìa, xét kìa. Ê, xét quên nữa. Banh nào? Không có. Con này sao? Hên quá, ba con không có banh nào. Đỡ khổ, bỡ khổ, ba con không có banh nào nha. Ba con không có banh nào mấy đứa ơi. Quéo giùm luôn. Rồi. Eo ơi. Sao mà nghe chăng gì không biết nữa. Rồi ngẫm hết tất cả rồi. À không tê mấy đứa ơi, không tê, nó cho tê tê luôn rồi. Thế là banh nào, banh nào, banh nào, banh nào, banh nào. Tê đâu mà ra, hạt này có miếng tê nào đâu. Hạt này chả có cái gì luôn á, banh nào thiệt rồi. Đề vô. Anh nói lá yếu. Banh nào thiệt gầu mấy đứa ơi. Hạt này của thầy hả? Yes. Hạt này của thầy đó mấy đứa. Kè tứ đại ra nè mấy đứa ơi. Tứ đại thiên dương ra là ngẫm luôn. Tứ đại thiên dương ra là thầy cũng ngẫm luôn mấy đứa. Tứ đại thiên dương ra thầy ngẫm luôn rồi. Tứ đại thiên dương ra thầy cũng ngẫm mất tiêu. Reset cho lẹ ơi, chuẩn bị tứ đại đến. Reset gì ạ? Ạc này bị lỏ rồi, ạc này bị lỏ rồi. Mới thì mới kêu được có 37 co luôn mấy đứa. Mới đánh được có 37 co. Thầy con đi theo chàng ơi, chưa kịp đọc comment nhỏ nữa. Con cái chỗ gì banh ao phải có sóc đam mới qua nổi. Đanh á anh, đanh cái gì đanh nha. À? Chưa mà 54 phút nữa. Rồi cảm ơn bé Đạt đã follow kênh thầy luôn nghe. Xin tuân tham gia bé Đạt, tham gia 24 anh em xem kìa. Rồi Duki luôn, Duki đã tham gia luôn. Anh em nào mới tới kênh cho thầy xin một follow kênh mấy đứa ơi. Thanh Kiều xô mệt luôn. Rồi thầy bị bóp tiếp rồi mấy đứa, mới nãy đông người xem lắm bây giờ. Quên đó mấy đứa ơi, mấy đứa xem marathon chưa? Đây nè mấy đứa, marathon nè. Nhớ xem marathon nha. Rồi em đi nữa hả? Sao mà đi bỏ thầy hết vậy rồi?
Eo ơi, like chưa được tiếng đồng hồ nữa mà bây giờ còn có 10, 15 người xem luôn. Bó tay thiệt sự chứ. Rồi hello bé Tuấn Anh luôn. Cái gì đi bỏ thầy hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 với... Ủa đây 8 với 8 một tô phở rồi. Hôm nay được 18 xu. 18 xu là chưa được. Cái gì ta? 18 xu chắc được... Chưa được 1 ngàn nữa. Chưa được 1 ngàn, 2 ngàn nữa. Con đi theo năng sao cho mạnh vậy thầy chỉ em. Con đi theo hả? Đi theo em cứ nâng bình thường mà em nâng, lên cái chỗ chỗ này chưa, em nâng cái này chưa, đâu rồi, em cho nó đi học, biết kiếm võ công hết chưa nè, em cho nó vô trường đào tạo chưa, Adakami nè, gì Academy chứ lộn, em cho nó vô Academy nè, em vô vô cho nó đào tạo, con đi theo của em lên đi đó, nó đào tạo lên level 6 hết rồi, sau đó em mới nâng sao lên cho nó đó, em đi cho nó vô đây nè, cho vô đây nâng sao nè. Ừ, vô đây cho nó nâng sao lên rồi sau đó em gắn, si quan ẹt vô, em có đê á, nếu mà em có con đê bút thì em gắn quan ẹt vô là ngon luôn. Nốt là con nào, là gì bé Phúc? Chen hả? Anh sẽ chen đi. Chen cái tree cho nó đi. Chen cái sub. Chen sub với lại ê, chen sub với lại chen cái grab hả? Micro. Ok. Rồi bắt đầu anh lấy, con nào đâu rồi. Đây con xét nè. Con xét anh sẽ cho quan và ạt vào, quan ạt vô đó. Xét anh cho quan ạt vô. Quan ạt một, quan ạt. Ở đây còn 4. Quan sao thầy nhiều quan ạt e vậy? Quan ạt e ở đây là còn 5 cái quan với lại bộ, ủa 5 cái ạt 4 cái quan hả? 5 ạt 4 quan rồi ở đây là có bao nhiêu ta? Đây là chi này đâu có im đâu mà để chi vô chi chơi. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 con bô ra này phải tháo cái chi ra để cái ạt vô, bô ra này tháo chi để ạt vô nữa nè, tháo cái chi chen ha, chen ô đâu để quan vô hả, đâu bô ra có ạt rồi, để quan vô, lộn, để quan vô đây, để quan vào thì quyết đó, như vậy nó mới ok nha, như vậy nó mới ngon nè đó, rồi bô ra rồi còn cái gì nữa, một
2, 3, 4, 5, 6. Nguyên cái vàng ở trên đây là 6 con. 6 con là 6 cặp quân ngạc. Ở đây con ly 8 cặp quân ngạc. Rồi còn có 11 em xem luôn. Bó tài. Rồi 9 đứa xem luôn. Rồi cảm ơn Nguyễn Hoàng Kha luôn đã follow kênh luôn. Thanh Kiều So Mệt Bé Kha. Một cặp quân ngạc vàng khủng bao nhiêu xiềng anh? Khủng bao nhiêu xiềng? Quân ngạc vàng bữa hổm như nó bán 500k à em. 500k một cái vàng á. À, một cái si vàng là 500k. Đó thì mấy đứa bay 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 một cặp vậy là một một củ. Gái đó, gái bữa hổm nó bán đó mấy đứa. Nay like sớm. Nay trời ơi từ mấy chục người xem giờ còn có 7 em xem thôi thì ốp luôn mấy đứa ơi. Và hẹn mấy đứa ở live stream tiếp theo. Bây giờ thì bye bye, see you again. Bye bye, see you again. Khi nào like tiếp hả? Mấy đứa nhớ follow kênh của anh đi, chừng nào anh like nó sẽ thông báo cho mấy đứa nha.